Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Ở những video lần trước thì mình có giới thiệu tới anh em hầu hết là những bộ PC hay là những bản màn hình kiểu siêu to, siêu khổng lồ rồi giá thành cũng khá là cao rồi xịn sò dành cho tất cả mọi phân khúc. Còn ngày hôm nay thì trên tay của mình đang là một sản phẩm nó hơi nhỏ xinh xinh nhưng mà cảm giác kiểu không quen tay cho lắm. Và thôi giới thiệu với anh em luôn thì bạn này thì đến từ thương hiệu Asus và bạn này thì có tên là AI Noise Cancelling Mic Adapter. Và nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà nó có giá là 990.000 đồng. Và chắc hẳn là anh em không nghe lầm đâu, bạn này có giá là 990.000 đồng cơ đấy. Và chắc hẳn là mình nghĩ anh em cũng giống như mình khi mà nghe thấy cái giá đấy và nhìn vào một cái chiếc dây nó nhỏ nhỏ như thế này mà tại sao lại có giá 990.000 đồng? Apple thực sự là xưa rồi anh em ạ. Và với một cái chiếc dây nhỏ nhỏ như thế này thôi có gì mà đặc biệt, trong khi đó nhà Asus lại gắn mác em nó lên tới là 990.000 đồng. Vậy thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về cái tính năng AI Noise Cancelling. Cái cách gọi thông thường của chúng ta đó chính là khử tạp âm môi trường bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Và cái tính năng này thì đã được sử dụng trên chiếc ROG Theta 7.1 rồi. Tuy nhiên là em nó thì có giá là 7 triệu đồng cơ các bạn ạ. Thực sự là với mức giá đấy thì rất ít người có thể tiếp cận được cũng như là rất ít người có thể sẵn sàng chi tiền ra để mua phải không nào. Nhưng mà một điều bên cạnh đấy rất là tích cực đối với nhà Asus đó chính là họ thì lại nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực đến từ phía game thủ. Họ cho rằng là em nó khử tạp âm rất là tốt và đỉnh cao. Thế nên là chắc vì lý do đó mà nhà Asus đã tách riêng con chip AI Noise Cancelling này và nhét em nó vào trong một chiếc ADAP nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này để bán lẻ. Ở đây thì nó có một đầu USB Type-C để gắn vào máy tính hoặc là điện thoại này và cũng đi kèm một adapter chuyển sang USB Type-A phổ thông để gắn vào máy tính khi mà các bạn không có hỗ trợ cổng Type-C. Và bên trong này thì là một con chip sử dụng AI mà theo quảng cáo thì có thể loại bỏ lên tới là 50 triệu loại tạp âm môi trường khác nhau. Nếu như anh em nào đang sử dụng tai nghe cổng có cổng USB thì mình xin chúc mừng các bạn đó chính là sẽ không sử dụng được chiếc adapter này nhé. Bởi vì ở đây thì chúng ta sẽ chỉ hỗ trợ cổng 3,5mm mà thôi. Và có lẽ thì Asus đang hướng tới đối tượng người dùng đó chính là những người sử dụng các thiết bị di động cầm tay và nhỏ gọn. Ngoài ra khi mà bạn cắm tai nghe adapter này vào máy tính thì có thể sử dụng trên phần mềm để điều chỉnh mức độ khử tạp âm. Phần mềm này thì khá là đơn giản và dễ sử dụng. Mọi thiết lập sau khi điều chỉnh sẽ được lưu thẳng vào trong sợi dây này để mang đi cắm mọi chỗ thoải mái. Và đó là tất cả về hình thức cũng như là phần mềm của sợi dây nhỏ nhỏ có giá trị gần 1 triệu đồng này mà mình muốn giới thiệu tới cho các bạn. Nghe giới thiệu thì có vẻ là hay ho và xịn sò như thế, nhưng mà thực tế thì nó như thế nào? Chúng ta cứ phải gọi là đi vào trải nghiệm và cảm nhận xem ra làm sao đã nhá. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi thôi. Hiện tại thì mình đang đứng ở bên ngoài showroom 43 Thái Hà, Hà Nội Computer để có thể test cho bạn về cái trải nghiệm âm thanh khi mà mình thu âm trực tiếp từ một chiếc tai nghe với khi sau khi mà mình cắm vào chiếc adapter lúc nãy mà mình có review ấy thì nó sẽ như thế nào nhá. Và bây giờ thì mình đang thu âm trực tiếp bởi chiếc tai nghe ROG CetraCore của nhà Asus. Như các bạn thấy đấy, tiếng ồn từ những xe cộ xung quanh này hay là tiếng ồn từ nhạc này đó, và đơn giản là tiếng tàu phớ ra qua. Còn bây giờ thì mình sẽ chuyển sang để cắm thử khi mà mình thu âm bằng chiếc adapter kia thì cái âm thanh môi trường nó sẽ được lọc đi như thế nào nhé. Và bây giờ thì mình đã chuyển sang cắm tai nghe vào chiếc adapter này rồi. Các bạn thấy âm thanh hiện tại bây giờ như thế nào? Mình vẫn đang đứng ở phía bên ngoài của showroom 43 Thái Hà, Hà Nội Computer. Và bên này thì nhà vẫn đang bật sập sình cũng như là hiện tại giờ này thì mọi người đang di chuyển rất là đông, mật độ giao thông rất là dày ấy. Nhưng mà các bạn thấy sao? Ok, đúng rồi. Âm thanh bây giờ hiện tại hầu như là chỉ còn có giọng nói ấm áp của mình mà thôi, phải không nào? Và ở phần test thứ hai này thì mình vẫn sẽ thu âm trực tiếp từ chiếc tai nghe của nhà Asus. Bên cạnh đó thì mình sẽ thiết lập một môi trường giả lập giống như là ở trong quán game ấy, sẽ là có tiếng nhạc sập sình. Bên cạnh đấy thì mình cũng sẽ gõ Blue Switch. Đó. Và hiện tại thì mình đang thu âm trực tiếp bằng tai nghe mà không có thông qua chiếc adapter như thế này. Các bạn cảm nhận âm thanh như thế nào? Thực sự là rất ổn phải không nào? Ngoài tiếng của mình nói ra thì nó bị lẫn giữa tiếng nhạc này cũng như là tiếng Blue Switch. Và để xem là mọi người nói chuyện thì xem có lọc vào đây không nhá. Mọi người ơi, mọi người chém gió cho em tí xem là có thu được vào bên trong này không ạ? Nói to lên nhá. Anh em thấy sao ạ? Ok, và mình đã cắm chiếc adapter kết nối với lại tai nghe này rồi đấy. Và anh em thấy sao về âm thanh ạ? Mình vẫn đang gõ Blue Switch rất là nhiệt tình cho em nghe này. Bên cạnh đấy thì
là anh em ở trong kia thì mọi người vẫn đang nói chuyện cũng như là bàn công việc một cách thoải mái. Mọi người có nghe thấy gì không ạ? Trời ơi, thực sự là mình cảm thấy có một cái gì đó nó là một trời một vực luôn ấy. À, lúc nãy thì khi mà mình cắm tai nghe trực tiếp cũng như là nói trực tiếp thì tất cả mọi thứ đều hỗn độn hết cả lên. Nó là một cái thứ gì đấy thật là không tưởng. Còn bây giờ khi mà chỉ cần dùng một chiếc adapter nhỏ nhỏ như thế này thôi thì hầu như những cái tiếng ồn xung quanh đã đều được phủ bỏ gần như là hoàn toàn. Và tổng kết lại một chút về chiếc Acer AI Noise Cancelling Mic Adapter này thì nó có tốt hay không? Có, thực sự là rất tốt. Và nói thẳng ra thì mình thấy đây là sản phẩm loại âm cho gaming tốt nhất tại thời điểm hiện tại. Khi mà các bạn có thể thấy đấy, qua những cái phần test của mình thì những cái tiếng ồn xung quanh gần như là được loại bỏ hoàn toàn. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì anh em cũng sẽ đắn đo khi mà nghĩ tới cái giá thành của nó là gần 1 triệu đồng mà chỉ có thể là nâng cấp lên cái vấn đề gọi là thử âm thanh, gọi là tiếng ồn xung quanh thôi. Mà bên cạnh đó thì anh em cũng cần lưu ý khi mà em nó chỉ hỗ trợ cho những cái jack cắm tai nghe 3,5mm. Và đặc biệt là điện thoại thì cần phải có Type-C. Còn iPhone thì sao? Đã hoàn toàn bị loại bỏ cuộc chơi này rồi. Và nói đến đây thì mình nghĩ rằng là Acer đang chú trọng hơn tới những game thủ mà chơi game ở mọi lúc mọi nơi, ở những cái môi trường ồn ầm ĩ như kiểu là ví dụ như quán trà đá, vỉa hè hay là đi lên xe buýt chẳng hạn, hơn là những cái game thủ mà chơi game tại nhà. Nếu như bạn muốn try hard rank, chơi game mọi lúc mọi nơi, hay đơn giản bạn là một business cần phải liên lạc công việc trong những cái nơi ồn ào mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng âm thanh truyền đi tốt nhất, thì mình nghĩ sản phẩm AI Noise Cancelling Mic Adapter này thì thực sự là hữu ích để các bạn có thể mua dùng. Còn nếu không thì với gần 1 triệu đồng đó, chúng ta có thể sử dụng vào những cái mục đích khác, hoặc đơn giản là có thể lựa chọn sang những dòng tai nghe tốt hơn. Và vừa rồi là tất cả đánh giá, trải nghiệm cũng như là cảm nhận của mình về chiếc AI Noise Cancelling Mic Adapter này rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy em nói như thế nào? Hãy cùng bình luận xuống phía bên dưới để cho chúng mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh cũng như là nhấn quả chuông thông báo để có thể nhận được thông báo từ tất cả những video mới ra của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!